Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành nhé. Bây giờ mình công việc buổi sáng của mình là cho chim ăn với lại làm một vài cái thủ tục khác để sau mình còn làm cái việc riêng của mình nữa. Và đây là cái chiếc lồng mà mình vẫn thường hay dốt hai con bìm bịp các bạn ạ. Khi thoảng mình bận đi đâu này hay là mình bận làm một việc gì đó, mình không có thời gian để ý nó thì mình dốt nó vào đây. Bây giờ nó quen rồi. Nó mở cửa chuông là nhiều khi nó còn nhảy vào. Nào cá đây. Cá nào. Ăn đi. Ra đây để ăn nào. Ăn nào. Ăn đi chốc lắng lên thì tắm nhá. Này. Ăn đi ngại ngùng gì. Rồi chạy đi chơi. Mỗi con được miếng chạy chơi. Chốc hết lại quay về. Làm gì? Khéo lại dẫm về cứt chó. Ôi ôi nhốt chửng luôn, kinh không? Châu bò à? Thật là châu bò à? Lông ná đậu này sơ xác quá. Đây này. Con này ương lắm, không bao giờ cho mình sờ đâu. Cho nên các bạn hỏi mà tại sao mình không quay con này. Nó ương lắm, nó không chịu theo mình. Nuôi được một con bìm bịp mà nó theo người với lại huấn luyện được nó thì không phải đơn giản lắm các bạn nhé. Nó tùy theo tính nết của từng con một đấy, chứ không phải là con nào cũng được như thế đâu. Nói chung là mình chỉ huấn luyện để cho nó gần người, nó không sợ và nó không bỏ đi thôi thì con nào cũng huấn luyện được. Nhưng còn để mà huấn luyện đi săn chim này, à quên, để đi săn chuột hay là săn rắn thì không phải là đơn giản đâu. Chỉ có cái con kia kìa, đấy, ngoan cực kỳ luôn. Đây nha, mình sờ con này nha các bạn nha. Này, đấy, chạy vào lồng. Chạy vào lồng. Ở trong lồng này thì nó cho sờ. Còn ở bên ngoài á, chạy vòng quanh. Đấy, ăn vụng đấy. Thanh niên ăn vụng đấy. Ăn vụng đấy, lại chạy này. Ngon không? Ngon không? Chân nay bẩn quá, trưa nay tắm nhá. Trưa nay nắng lên tắm. Ăn đi. Tên kia lại nhảy ra khỏi lồng. Đấy, lại ra bắt cá rồi này. Đây bắt cá của nó đây. Ra ăn đi. Các bạn ơi, hai con bìm bịp của mình là mắt nó đang đỏ dần nha các bạn này. Đấy. Đây này. Cá đấy. Lại dẫm chân lên lại lật bây giờ. Lại chạy. Chạy.
Ten 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 ten. Sao? Sao? Chúng mày có ăn rồi, chúng mày cần gì tao? Đấy, hai con này không chịu ăn này còn lấy thêm nữa. Giỏi thật đấy. Cứt chó ở đây đây rồi. Con kia cào được một miếng bay đâu rồi? Đây, bay đây rồi. Ăn không? Ừ. Được miếng cá cái này nhảy luôn lên trên mái nhà. Các bạn ơi, tối mình hay rốt chim ở trong cái nhà này này. Thì mình để cho nó một cái thảm ở đây nhá. Đây mình chưa kịp dọn. Mình đặt cái bu ở đây mà mình rốt chim vào trong này. Đấy. Thì kể với các bạn nhá. Ví dụ như là cái bu của nó ở ngoài kia. Mình đi đâu ấy, mình rốt nó vào đấy nhá. Thế là mình ở nhà thì mình cứ thả nó ra đều đều thôi, mình không mấy khi rốt. Cứ chiều tối ấy, mình chửa kịp mang vào trong nhà kìa. Mình chửa kịp nó mang vào trong nhà mà cái trời sẩm sẩm tối ấy, nó ở ngoài này nó làm dữ lắm, nó kêu nó lộn ngược bổ nhào lên. Kiểu như là nó nhớ chỗ ấy. Thế là mình chỉ cần nhấc cái bu này này, mình mở cửa ra nhá, mở cửa ra cái là nó nhảy ra ngoài luôn. Thì mình chỉ cần cầm cái bu này, mình nhấc mình cầm vào trong kia là cả hai con đeo đeo chạy theo sau này nhảy ngay vào trong bu. Đấy. Nhảy vào trong bu luôn ở trong này. Kiểu như nó quen chỗ ở rồi các bạn ạ. Rồi sáng ra nhá, sáng ra mình mở cửa bu, mình mang cái tấm đậy ra ngoài kia và mang cái bu ra ngoài kia thì hai con lại néo đẽo chạy ra lại chạy ra bu lại chui vào đấy. Còn hôm nào mà nó vui ý, nó không ra bu ý, thì nó bay một mạch ra cái chỗ cái bể ngoài kia đấy, rồi nó kiếm ăn ở ngoài vườn này. Ôi, công việc buổi sáng ơi, hót cứt gió rồi để cho chim ăn. Đấy, còn chó con thì bẩn quá thể các bạn. Cọc, em đi đâu đấy? Sao lại ra tận ngoài này? Ấy, nó lại ra tận ngoài vườn ngoài đồng đấy các bạn này. Tìm mãi chả thấy đâu. Đi về nhà chơi đi. Đi. Đang đi tìm cái gì ấy? Bới à? Hay là thích đi tìm chuột? Để mình bắt cho nó một con cào cào rồi sau mình mang nó về các bạn nhá. Xem nào. Cào cào ngoài này thì nhiều. Thảo nào nó quen ra ngoài này nó kiếm ăn là phải. Tìm mãi chả thấy đâu. Đây rồi. Đây. Cho em này. Đi. À, kiếm một con ốc à? Vỏ ốc đấy, không phải ốc thật đâu.
vỏ đấy. Đây anh có cái này cho này. Cóc 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 cóc. Đây, nhìn thấy chưa, ngon chưa? Ừ, phớt à. Tự kiếm được khoái hơn là mình bắt. Đấy anh cho này, cao cao này, nhìn thấy chưa? Đấy. Sáu mắt, sáu mắt. Sáu mắt, đâu rồi? Tìm xem. Tìm xem nó chạy đâu. Hỏi miếng ăn đến miệng lại rơi mất. Sáu mắt à, hay nó nhốt rồi. Đây là cái vỏ ốc này, làm gì có ruột đâu. Đất đây. Không có ruột. Đi về đi, về đi, về đi, về đi để anh đi có việc. Đi, nào, về. Đi. Đi. Ham chơi vụt bây giờ. Về, 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 về nhé, về nhé.